dân biểu liên bang Alan Lowenthal thuộc địa hạt 45 của tiểu bang California trong tuần vừa qua đã đệ nạp yêu cầu với Ủy ban chuẩn chi Quốc hội Hoa Kỳ cung cấp 35 triệu Mỹ Kim cho chương trình giáo dục giới trẻ Star Bay Youth Program. Đây là một chương trình giáo dục của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ dành cho các học sinh lớp 5, đặc biệt là các em từ gia đình có thu nhập thấp và chương trình này đặt trọng tâm vào các môn khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán thường được gọi tắt là STEM, gồm có Science, Technology, Engineering và Math. Chương trình Starbase được giảng dạy ngay trong các phòng học tại căn cứ quân sự Hoa Kỳ. Mục đích của chương trình là mang các bài học và thực nghiệm trong các môn khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán đến cho các học sinh nhằm động viên các em tiếp tục theo đuổi các môn học STEM trong suốt con đường học vấn trong tương lai. Các lớp học của Starbase đặc biệt quan tâm đến các em học sinh có hoàn cảnh như sinh sống trong các thành phố đông dân và thiếu cơ hội hay các vùng nông thôn hẻo lánh. Các gia đình có thu nhập thấp, các em có thành tích học tập kém, hoặc là các em bị khuyến tật. Với kinh nghiệm gần 3 thập niên, là một nhà giáo, tôi đã tận mắt thấy được sức mạnh thay đổi cuộc sống của nền giáo dục đối với các em học sinh. Dân biểu Lê quan to đã phát biểu như sau. Chương trình Starbase là mô hình giáo dục dựa trên các môn học STEM rất cần thiết cho giới trẻ học sinh ngày nay. Sự thành công trong nền kinh tế của thế kỷ thứ 21 này đòi hỏi học sinh phải có được nền giáo dục mới của thế kỷ thứ 21. Yêu cầu của dân biểu Lowenthal đã được đưa vào ngân sách dự chi của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho năm 2020, bao gồm việc gia tăng thêm 5 triệu Mỹ Kim trên ngân sách mà dân biểu Lowenthal đã mang về cho chương trình này vào năm ngoái. Yêu cầu này của dân biểu Lewontor đã nhận được sự ủng hộ của 71 vị dân biểu liên bang thuộc lưỡng đảng trong Quốc hội Hoa Kỳ. Nếu được chấp nhận, ngân sách này sẽ yểm trợ cho chương trình Starbase đang hoạt động tại 66 địa điểm trên khắp 35 tiểu bang Hoa Kỳ và thuộc địa Puerto Rico. Trong địa hạt 47 của dân biểu Lewontor, chương trình Starbase Youth Program tại căn cứ huấn luyện quân sự Joy Force Training Base thuộc thành phố Los Alamitos hiện có trên 4.000 học sinh mỗi năm. Trên khắp Hoa Kỳ, chương trình này đã giáo dục cho trên 1.1 triệu học sinh từ lúc khởi đầu vào năm 1993. Với các nguồn tài trợ mới, chương trình Starbase muốn được phát triển đến thêm nhiều địa điểm hơn nữa trên khắp nước Mỹ. Trong các năm ngân sách 2017, 2018 và 2019 trước đây, thì dân biểu Lowenthal đã vận động thành công ngân quỹ 30 triệu Mỹ Kim mỗi năm cho chương trình này cũng như 25 triệu Mỹ Kim cho mỗi năm ngân sách từ năm 2014 đến năm 2016 trước đó. Nếu được Hạ viện chấp thuận, đề nghị này sẽ được đưa đến Thượng viện để duyệt xét. Dân biểu Alan Lowenthal là thành viên sáng lập và hiện là chủ tịch khối thành viên Quốc hội Hoa Kỳ ủng hộ cho chương trình Starbase.